một đời cũng mấy tỷ, có kia cả trăm tỷ luôn. Có số gì lạ vậy? Rồi sao trúng? Đây là ngày sinh nhật của 6 thằng anh. Thôi mà nó trúng á, chia đều cho mỗi đứa. Ai cũng có phần cho nó vui nữa mà. Sổ số điện tử DNB. Một tờ trúng mấy tỷ, có kỳ cả trăm tỷ luôn. Nếu như may mắn, anh cho tôi đổi đời luôn. Nè anh, giữ ra, cắt đứt thời gian. Cái gì? Thằng này nó đều sẽ tải rồi. Anh em cả đời này làm quần quần, rồi tới lúc anh mất, anh cũng chỉ đem theo đúng một bộ đồ lúc bị tai nạn thôi. Đừng vì tiền mà bất chấp tất cả mọi thứ. Đào mộ quốc mã người ta là phạm pháp đó. Tụi bây sao vậy? Nếu như lỡ ngày mai người ta biết ở dưới có 100 mấy chục tỷ thì sao?